Mai chú chị Bông xin chào quý cô chú chị anh Sa đã quay trở lại với em ạ. Mọi người ơi, trước mặt chúng ta đây chính là một cái chùm bông của hàng siêu bông Bình Lợi đây cả nhà. Trời ơi mọi người ơi, bông gì mà thiệt là quá trời quá đất luôn cả nhà ơi, nó đỉnh vô cùng luôn cả nhà, nhìn nè. Ồ nó nở, bây giờ nó nở y như là một cái chùm, y như là một cái hoa tổ cầu luôn á, trời quá đất anh chị ơi nè, nó nở nè. Trời ơi bông nó bự mà nó thơm nha cả nhà, nhìn nè. Trời ơi em ơi, trời ơi quá trời quá đất luôn rồi. Ôi em ơi cái bông nó bự nè, thôi siêu bông Bình Lợi nó đỉnh luôn rồi, quá trời quá đất thiệt rồi. Ôi cả nhà ơi, đây là dòng siêu bông Bình Lợi nha mọi người, quá trời cái bông này cả nhà nhìn nè. Ôi đó cả nhà nhìn nè ha. Rồi anh chị nào thích dòng siêu bông Bình Lợi thì hãy thêm bước chân em để chúng ta cùng xem cây giống nha cả nhà.